Trong tuần trước, kết thúc nhiệm vụ hoán đổi con, Nhật Khương và Minh Ngọc đã có quãng thời gian ý nghĩa để thực hiện các công việc hàng ngày của nhau. Đến với thử thách mới của chương trình, các cha đã gặp không ít khó khăn trong việc suy luận ra các gợi ý của các con trong nhiệm vụ mua quà cho mẹ. Cậu bé Nhật Khương đã không kiềm được nước mắt khi bị đội bạn dẫn trước 2 điểm. Liệu trong tập tuần này, Nhật Khương và Ba Đăng Khoa có đuổi kịp cặp cha con Văn Minh và Minh Ngọc? Cặp cha con nào sẽ chiến thắng trong hành trình cha con hợp sức? Câu trả lời sẽ có trong tập phát sóng tuần này. Hai cha con hãy dùng ngôn ngữ cơ thể để miêu tả một câu thành ngữ tục ngữ cho từng vị khách biết. Đội nào có đáp án nhiều hơn sẽ được cộng 1 điểm. Còn 45 giây. Còn 30 giây. Trong thời gian 45 phút, con hãy hóa trang cho ba thành nhân vật theo hình mẫu. Xin mời. Đây. Chết rồi. Ừ, con đánh đều à, đánh nhẹ chậm rồi. Con cái mặt nó trắng tinh lắm. Bôi trong này này. Mắt thì không cần bôi. Ừ, bôi cái mũi. Xong rồi, chứ xong rồi.